Chào buổi sáng. Mọi người thấy cái xe đó không? Xe đó là xe túc túc á. Đó, biểu tượng của du lịch Thái. Mà thấy cái tiếng nó giống mô tô không? Giống. Mọi người, sáng nay á, mình có một cái lịch trình đi rất là thú vị. Tại vì tối hôm qua là mình có thử search rồi và tìm hiểu thử gần mình có một cái nơi rất là hay. Mình sẽ mở Google Maps lên cho mọi người xem nha. Sao nó hơi tối tối nhỉ? Em dơ đây thử rồi. Đây. Ok, sáng rồi. Rồi nè. Đây là cái địa điểm màu xanh xanh này đây. Đâu rồi? Đây màu xanh xanh này đây. Rồi. Xanh xanh này đây. Cái chỗ xanh xanh dương á là cái chỗ mình đang ở đúng không? Đúng rồi, chính xác. Địa điểm mình đang ở này. Rồi, còn cái chỗ mà cái chỗ mà mình cần đến á, nó là ngay đây. Nó tên là CVK Art. Là một cái nơi mà để xíu nữa sẽ tiết lộ. Bây giờ mình sẽ tìm cái lịch trình để mình đi thử nha. Coi là mình sẽ di chuyển bằng cái hình thức nào là ok nhất. Nhấn vô cái chỗ mà từ từ nha mọi người nha. Rồi ok. Mình sẽ vô phần di chuyển nè. CVK. Đó, nó ra cái tìm kiếm đường đi luôn nè. Nó hơi mờ. Cái ngoài nắng nó lóa quá. Rồi nó rất là nhiều cách để đi. Nhiều cái phương tiện di chuyển, ví dụ như xe máy là 9 phút. Đi xe tàu điện là mất 27 phút. Thì tàu điện nó có nhiều tuyến khác nhau. Tại vì ở Thái nó có tàu điện ngầm với lại tàu điện trên cao. Thì có cái thấy cái hàng màu xanh lá cây đó là tàu điện trên cao á, còn mà cái tuyến xe tàu điện ngầm là tuyến màu xanh dương đậm. Đó, em nhấn vô cái thời điểm đây ha, em thử coi đi nha. Đây nó chỉ cho mình cách đi luôn mọi người. Đây là cái lịch trình, cái vị trí mình đang đứng nè. Mình có mấy cái chấm nó là đi bộ á. Đúng rồi, mình sẽ đi bộ ở đây để đi ra cái trạm này. Mình không biết tên. Nhưng mà nó ký hiệu tiếng Anh là A5. Rồi. Đó là mình sẽ đi tới trạm này phía dưới luôn. Đúng rồi, mình sẽ đi qua hai trạm này và trạm này. Hai trạm này. Rồi sau đó là mình đi sẽ bộ chút xíu. Đi bộ, chính xác, đi bộ để tới cái vị trí mà mình cần muốn đến này. Okay, bây giờ chúng ta hãy cùng xuất phát nha. Đi ra coi cái đường phố của Thái nó y chang Việt Nam luôn. Nó khác cái là nó nhiều xe hơi. Và mình để ý nha, khi mình đi bên này mình thấy tốc độ xe rất là cao. Như là cái trạm tên là Victory Monument, nghĩa là cái tượng đài mà chiến thắng á. Mình để nói lại cái chuyện hồi nãy thì mình để ý khi mình đi xe ở đây, khi mình đi bộ ở đây mình quan sát á, thấy xe ta đi tốc độ rất là cao, dù là xe máy hay là xe bốn bánh gì cũng vậy. Và cái này đặc biệt nữa, đó thấy chưa, tiếng xe mô tô ghê không, đây ta đi tốc độ cao lắm. Mọi người ơi, ở đây có Grab cho mọi người, mình thích hai chiếc Grab chạy qua. Grab mô tô và Grab mình cũng có thể đặt Grab, nhưng mà nghe người hướng dẫn địa phương nói là giá tiền của Grab với lại taxi nó ngang nhau, cho nên là mình đặt taxi nó cũng sẽ tiện hơn. Nghe nói đâu ta? Bên này mình thấy xe máy thì không bắt buộc đội mũ bảo hiểm, ai muốn đội thì đội, còn không muốn đội thì thôi, chứ không có như Việt Nam mình bắt buộc đội mũ bảo hiểm nha. Lưu lượng xe cũng khá ít ha, tại vì mọi người đa số là đi người đi bằng phương tiện công cộng hơn, gần bớt rồi, cho nên là lưu lượng trên đường khá là ít. Ít vậy thôi chứ thấy toàn ô tô không á. Đúng rồi, ít nhưng mà chất lượng. Tour Roger Thảo, Tyson. Last TV station to people 46 baht.
Đây anh cầm cho. Forty six. 46 là cơ tờ 100 bạc đi em. Cơ tờ 100 bạc cho người ta thối. Đó, mọi người thấy là đây người ta dùng tiếng Anh được và tiếng Việt được. Cho nên nó cũng khi đến đây đi du lịch nó cũng không có quá là khó. Chỉ cần biết được cái từ cơ bản là ok hết đó. Đây, cái chỗ mà mình đi đâu vậy ta? Setting camera nó hơi mờ ha. Mình cắt tiền đã. Mọi người đây là cái thẻ từ nè. Mình sẽ dùng cái thẻ này để. Ê đưa cho một cái chứ. Ép vô nè. Ép vô đó là mình đi vô đó không? Rồi đi. Thì khi nào lên đó là đeo. Sao đâu? Cái trạm hôm qua gần cái khách sạn mình ở đó, nó không có nhiều cái hàng quán ở trên ga điện ngầm đâu. Ở đây thì có nhiều quán hơn. Chắc là hôm qua mình đi buổi tối cho nên người ta dọn dẹp hết rồi. Chờ thôi. Xe bắt đầu di chuyển. Hôm qua mình đi buổi tối cho nên là không có thấy được cái cảnh bên ngoài thay đổi như thế nào. Hôm nay mình sẽ cho mọi người thấy. Next station, Phaya Phai. Interchange with Airport Worlding. Coi vậy chạy nhanh lắm á. Đi có mấy phút mà đi được vài chục cây vậy. Việt Nam mình mà có cái đường ray trên không như thế này tuyệt vời. Nay buổi sáng nên nhiều người đi quá ha. Tập bật cái công việc của mình. Đấy, vừa xuống tàu luôn rồi, không có nó nhanh vậy luôn á. Tụi mình đã tới nơi. Đến là mình đến, chưa tới. Chỉ là cái trạm cuối mình cần xuống thôi. Tên là Raja TV, bây giờ mình sẽ xuống và đi bộ một đoạn nữa thì mới tới. Mà công nhận nha, cái này nó đi nhanh khủng khiếp. Nãy mình cũng nghĩ là nó đi chắc cũng phải 10 phút, hóa ra có vài phút mà nó vèo cho một phát là tới đâu luôn rồi, tới chạm cuối luôn rồi. Trời đất ơi, cái này mà Việt Nam mình mà có cái tàu này á, là thôi luôn. Nói thiệt với mọi người là nhiều khi không có muốn đi xe buýt nữa luôn á. Đi xe buýt làm gì nữa, nó vừa kẹt xe, nó vừa đông đúc, nó vừa nóng. Trên tàu điện ngầm thì nó đi vừa nhăn, mà nó vừa có máy lạnh, êm ru và rù luôn. Đã quá, thật tuyệt vời. Cái thẻ quăng đâu ta? Thẻ quăng đâu? Lấy chân cái thẻ. Ừ ok. Rồi đi. Ra đường này. Nút thẻ vô nè. Thẻ ra nè. Rồi nút thẻ. Rồi đó. Nút nhanh ghê. Đi ra lẹ đi. Đi. Nãy mình có nói là cái hệ thống giao thông đường bộ của Thái Lan nó đi rất là ghê, rất là nhanh. Kể cả xe đó là xe ô tô, bốn bánh hay là xe máy gì cũng vậy. Đó, mọi người thấy đó. Toàn trên nó độ cao không luôn đó, thấy chưa? Đây là nó phóng dù luôn. Xe túc túc mà đua còn không khác gì xe đua luôn á. Chạy nhanh hơn xe thôi nữa.
nó chạy còn nhanh hơn xe hơi, mà cái pô của nó nổ bùm 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 giống như là xe mô tô mà kiểu phân khối lớn luôn. Bên trên đó thì đó, bên trên đó thì là cái tàu điện trên cao BTF. Còn mà tàu điện ngầm á là một cái mã khác nha. Hai cái tàu này khác nhau, mọi người đừng có lộn. Tàu điện ngầm là MRT. Còn mà tàu điện trên không là BTF. Sắp tới rồi. Sắp tới rồi. Đâu? Trời ơi. Mới đi được phân nửa thôi. Từ cái chỗ mà cái trạm tàu điện trên không á đến chỗ đó là mới có phân nửa thôi. Sắp tới rồi. Đó. Thái xe thừa. Nhưng mà giao thông nó rất là ghê gớm. Đi rất là nhanh. Mọi người ở đây ai cũng đam mê tốc độ cao. Đó, cho mọi người thấy nha. Đây là cái cầu vượt ở trên cao của Thái. Trên kia là tàu điện trên cao. Khúc dưới này là chỗ mà kiểu cái cây cầu nối nhiều. Nó nối cái khoảng trống giữa nhiều cái tòa cao ốc á, để cho nhân viên trong các tòa cao ốc người ta ra, người ta có thể nghỉ ngơi, ăn trưa, uống cà phê, gặp khách mà nọ đồ. Công nhận là cái cách thiết kế đô thị của Thái thấy nó không có quá hiện đại, nhưng mà nói chung là hơn Việt Nam mình rồi đó. Việt Nam mình thì nó giao thông nó hơi hỗn loạn, cái này phải công nhận. Và mới nói Việt Nam mình mà có mấy cái trạm xe buýt trên không như thế này thì chắc là giải quyết được vấn đề kẹt xe rất là nhiều luôn á. Đông đúc, khói bụi nữa ha. Đây, tới rồi nè. Đó, tòa nhà rất là dễ nhận ra. Người ta đang triển lãm nè, Bangkok Art Biennial. Đó, Bangkok Art Biennial 2022. Từ ngày 22 tháng 10 cho đến 23 tháng 2 năm 2023 là chưa xảy ra. Đây. Đây là mình đang đi vào cái dịp mà chưa có diễn ra cái sự kiện đấy. Đó, tên của cái tòa nhà này là Bangkok Art and Culture Center. Trước tòa nhà có tượng hai ông pháp sư hộ pháp gì đây. Ông bên này thấy giống ban công quá. Ông bên này là thần gì của Phật giáo bên Thái thì mình không biết. Hai ông viên này dính liền thân. Thôi rồi, vô đây tham quan thôi. Trước là sập cho vô. Đấy, cọc vô nè. 10 giờ, đúng không? 10 giờ 5 giờ. Vô. 10 giờ nó mới mở cửa nè. Vô đi, mở cửa vô đi em. Không có mã QR gì đó, em không biết nữa. Chắc là cái mã mà để quét cái không có bị bẩn á. Không phải rồi, người ta mua giao đồ. Vậy hả? Thôi vô thôi. Rồi. Đây là quang cảnh của bên trong cái khu trung tâm đó. Trên này có rất là nhiều tầng đó. Mình đi thử bằng thang bộ lên từng tầng coi trên đó nó có những cái gì ha. Đâu, để coi bên này coi. Bên này là cái quầy bán đồ ăn thức uống thôi, chưa có gì đâu. Đi lên. Thì ra mình nói luôn, ở đây là cái nơi người ta sẽ bày bán trân ảnh, các tác phẩm nghệ thuật và thậm chí là cả họa cụ. Mấy người ơi, đi coi có cái cửa hàng họa cụ nằm ở đâu. Đó, đây là một trong những cửa hàng họa cụ.
kia là mấy cái phòng trân ha. Phòng trân. Dẫn đường đi em. Thôi, phòng trân này tên là đó như vậy đó. Tên dài quá là mình là biến đặt. Mình vô mình coi tác phẩm thật của anh ta. Đây là trân các họa sĩ hết. Thực ra cái phần này thì mình dắt mọi người đi coi lướt qua thôi nha. Chứ thực ra mục đích chính của mình với cô Nhi hôm nay là đi tìm cái cửa hàng họa cụ ở trong này. Chứ còn xem các tác phẩm nghệ thuật thì chắc là để dành cho một cái clip khác. Bây giờ mình xem lướt qua cho mọi người biết vậy thôi. Đây có nhiều cái gian hàng lắm. Đây là văn phòng của cái hội nhiếp ảnh hoàng gia Thái nè. Đây, đây nè mọi người, đây là cái nơi mình không tới nè, xin kiếp ạt, nhưng mà thấy nó tới thui à. Rồi xong. Rồi xong, ố về luôn. Từ hôm nay tới chủ nhật là mở, mở cửa tới 11 giờ là, tức là mình phải đợi 1 tiếng nữa mới mở. Ờ. Ê chà, tìm được đến nơi rồi nhưng mà người ta lại chưa có mở cửa. Mình chưa vô coi sao. Thôi, giờ thế đi kiếm cái gì đó uống nước thôi. Tranh thủ lúc mà người ta chưa mở cửa mình sẽ đi thêm một vòng nữa lên các tầng trên kia coi như thế nào cho mọi người tiện thể tới đây rồi coi luôn. Em ơi, em nhìn cái chân này nè, em thấy quen không? Sao giống chân của họa sĩ Cao Thị Được quá vậy? Này chắc chân của không phải của người Việt đâu nha, chân này của người nước ngoài tên dưới là Robert. Đây đó, Robert Studio and Design này chắc là họa sĩ Robert thuê một cái gian hàng à, được quá ha. Đây là cái gian hàng vẽ tranh chân dung của họa sĩ nè. Rồi đi lên lầu tiếp theo đi em. Đứng ở tầng thứ 5 và ở đây đang có một cuộc triển lãm tranh có tên là OUB. Và ở đây sẽ trưng bày những cái tác phẩm của những người đã thành danh và những người mới nổi. Thì mình không biết tiếng Anh khá là tiếng Anh cũng chưa đành cho lắm nên mình đã dùng Google dịch để mình dịch cái nội dung của cuộc thi này. Rồi. Hay vậy ta. Vừa dịch này dịch được chữ luôn nè. Trong khi trên này tiếng Thái lên tiếng Anh luôn. Không, tiếng Anh thì đọc hiểu nhưng mà tiếng Thái thì thôi không hiểu lắm. Và mình sẽ đi vòng quanh hành lang để xem cái bức tranh. Còn mọi người thấy ở bên xa xa kia là sẽ có một cái khán phòng. Ở trong đó thì mình khi mình tìm hiểu á thì người cái giám khảo sẽ xem tranh và chấm tranh ở trong phòng đó. Không biết là khán giả có được vô xe hay không. Trước mắt là mình cứ ra đây mình xem tranh trước đi ha. Tranh kỹ thuật số à? Em nghĩ là vậy. Mà cái này vẽ tay mà ta. Ghê vậy? Cái này vẽ tay mà. Ở đây thiệt. Cái này là sơn dầu. Bức tranh này đúng cái gương mặt đúng là chất liệu sơn dầu thật, cái chất sơn thật. Cái phía dưới em thấy giống như là cái con cờ á. Giống cái vệ con cờ. Để tìm hiểu con cái nội dung gì nha. Ý niệm hơi sâu xa. Đúng rồi, cái này nó nói về cái ý niệm của người ta. Ý niệm gì? Kiểu như là trong đầu có nhiều suy nghĩ, nhiều cái hướng đi, nhiều sự lựa chọn á. Mình nghĩ là vậy, tại em dịch có mấy câu nó cũng na ná như vậy á. Có là người ta vẽ bóng quê luôn. Trăng này giống kiểu vách vàng nè. Hỏi mọi người anh coi xíu đi. Anh coi xíu đi, cái này không có phải là vẽ trên cái toan vải bố bình thường nha. Ở trên gỗ. Đúng rồi. Em thì nè, nó nhìn nè, media mix media on wood nè. Là sử dụng rất là nhiều chất liệu khác nhau.
vẽ trên gỗ. À. Thì sơn dầu vẽ là trên mọi chất liệu mà. Người ta lạ quá, cái gỗ người ta, mọi người thấy nè, gỗ người ta là ta chia thành miếng nè. Và hình như là có vàng hay sao mọi người. Bạc, vàng hay bạc, ừ mình thấy nó ẩn hiện lên ấy. Thì về đây nó có cái miếng mà. Ủa, brush blade này là gì ta? Từ từ nha, để em dịch cho. Sao nhìn nãy mình nói bạc mà không chắc không đúng đâu nha. Đồng thau. Tấm dầu và đồng thau. À. Đó là mấy cái miếng đồng á. Đó là sơn dầu. Không, đồng cái này mấy cái miếng mà vàng vàng này chắc là mấy cái miếng đồng. Có thể lắm. Ờ. Tranh này nhìn hài hước ghê. Bức tranh này giống như là mô tả cuộc sống hàng ngày của mấy đàn ông Thái. Có lẽ là như vậy, mình thấy ăn nhậu quá trời. Ừ. Này là giống như mấy anh rap ăn nhậu y như Việt Nam. Ồ, mọi người thấy đặc biệt không? Thầy Long có thể qua đây nói qua đây xíu được không? Mình qua Thái mình thấy đặc biệt đó là Thái á, cái tỷ lệ của nó mình thấy đa phần hầu như là chỉ có 7-Eleven. Đúng rồi, cái này nè. Cho nên là cái này được đưa vào biểu tượng tranh luôn nè. Người ta dát vàng ở trên nè. Dát vàng là điểm nhấn, nhưng mà nói thiệt nha, nói thiệt là những cái điểm nhấn đó mình thấy nó không có gây được sự chú ý cho lắm. Bởi vì nó thứ nhất nó không có mang cái ý nghĩa gì nhiều. Tại vì những cái điểm nhấn nó rải rác, nó vô lý quá. Ví dụ như điểm nhấn ngay cái ấm trà ở đây thì mình có thể hiểu là người ta muốn nói về cái sự ăn chơi của giới trẻ, nhưng mà tại sao lại nhấn một cái điểm nhấn ở ngay trên cái mũ kia, với lại điểm nhấn ở ngay cái phần mà cái khớp của cái bánh trượt. Người ta muốn rải rác nó ra để cho cái điểm nhấn nó phân tán, cho nó bố cục nó hài hòa, nhưng mà mình lại thấy nó hơi tụn mũn. Nói chung là bức tranh này thì theo mình thấy thì nó khá là sinh động, nhiều chi tiết. Và tuy nhiên là mình chưa thấy một người nào là điểm nhấn cả, đối với mình là cảm giác như vậy thôi. Trang này khó, khó hiểu quá. Này chắc vé về Covid-19 đúng không? Sao? Để coi nha. Chưa thấy dựng bệnh quá trời nè. Ở trên này là thấy đám mây, những cái cục khó nó đi giống như lửa vậy, nó đi về thẳng lên trên giống như là cánh cửa đi đến thiên đàng. Dạy vàng luôn nha, trời đất ơi, dạy vàng nè, đùa. Dạy vàng luôn. Ghê vậy. Tên trân là Nephophilia. Nephophilia Acolyte. Để dịch qua tiếng Thái nè. Huy chương vàng luôn. Đâu. Giải vàng cho này nè. Dạ, nhưng mà cái chữ nó quá mờ. Nói gì. Thôi được rồi, biết vàng là tốt rồi. Thôi, đi lướt qua nhanh thôi. Nhanh, mình sẽ đi tham khảo. Bức tranh đơn sắc. Đẹp quá à, nhìn gần không đẹp lắm mà nhìn xa nó sắc độ ánh nắng đồ rất là đẹp. Mà khi mà nhìn gần mình sẽ thấy những cái miếng gỗ được chán vào nhau. Đây là cuộc thi piano. Piano competition kìa, 2002. Ok. Đúng là trung tâm nghệ thuật. Nếu mà trông kỹ lại nha, mình mới thấy nha mọi người. Dystopia. Này là phản địa đàng. Đây, thầy Long có thấy gì đặc biệt không? Bây giờ mình đứng xa nha, mình thấy trai gì đúng không? Mình thấy người to đúng không? À. Nhưng mà hãy lại gần đó. Zoom lên nè. Lego. Bé thấy không? À. Hay quá ha. Mà cái này chắc là vẽ được số rồi. Nó có acrylic, sơn dầu và vàng lá. Rất tiếc mình chưa thấy vàng lá chỗ nào. Này giống như in ra. Giống như thấy in ra thiệt. Tại vì không có thấy được cái nhát cọ của nó. Tên trăng thì thấy rất là hay, đó là Dystopia, đó là phản địa đàng. Giải vàng này. Hả? Giải vàng nữa hả? Cô hồi qua. Dạ vàng nữa hả? Dạ vàng.
Này, người ta vẽ về cái biển Sire. Nhưng mà cái nội dung trăng thì trừu tượng quá. À, người ta nói là đây là hạt nhỏ này là vi nhựa, kiểu như là người ta mô phỏng lại cái môi trường biển nước bị ô nhiễm á. Và ồ, có hay những gì hạt vi nhựa rải rác đó. Ờ, nhìn như cát đó ha. Đúng rồi, bây giờ mình đứng từ xa nhìn lấm tấm như cát vậy đó. À, thì ra là vi nhựa. Hay vậy ta. Ờ, đúng thiệt, đúng là mấy miếng nhựa thiệt. Tại vì tác giả muốn vẽ cái lằn ranh này là lằn ranh giữa biển và đất liền. Tức là từ cái vi nhựa màu trên đất liền, biểu thị cho màu vàng trắng đi. À. Khi mà qua biển, nó thâm nhập vào biển, nó thành màu xanh này. À. Và tức là nhiễm là mặt biển nè. Thì mặt biển càng ngày càng bị ô nhiễm. Nhiễm hóa chất nọ đồ đúng không? Là... hay vậy ta. Cũng hay quá ha. Nói hình chi dạy vàng. Tranh đơn giản nhưng mà nội dung cũng khá là hay và cái cách thể hiện cũng tinh tế nữa. Mọi người nhớ để ý nha, tức là khi mà xem tranh ở Thái mà dù là dạ vàng dạ bạc gì đó mình không biết tên tác phẩm như thế nào, kích thước như thế nào, tác giả như thế nào không biết, nhưng mà phía dưới lúc nào nó cũng sẽ có những cái dòng mô tả nội dung của tác phẩm. Mình thấy hay là hay chỗ đó, tức là không phải lúc nào cái khán giả người ta cũng sẽ hiểu được cái ý đồ của họa sĩ. Bởi thế cho nên họa sĩ muốn lan tỏa cái nội dung tác phẩm cho nhiều người cùng đồng cảm với mình hơn thì người ta sẽ có những cái dòng mô tả như vậy. Cái, mình thấy rất là hay. Cái bức tranh này á, mình thấy là người ta sử dụng sự tương phản, màu tương phản thì da người nó màu xanh, biết tại sao khán giả lại chọn da người là màu xanh nữa. Giống mấy cái mè mè con ếch xanh trên Facebook. Avatar đó là màu xanh lam mà. À, xanh lam nhưng mà cũng là màu xanh, thể lạnh. Thì tóc màu hồng, nói chung là cái màu đó mình không biết. Nhưng mà cái biểu tượng đó hoa đó, nó có hai bó hoa đỏ tươi nào và héo nè. Chắc là tác giả muốn mô tả cuộc sống con người nó giống như là đá hoa mong manh vậy đó. Lúc đẹp, lúc tươi và cũng sẽ đến lúc héo tàn thôi. Ê, bức này nhìn đương đại quá nè. Bức này nhìn đương đại ghê á. Bức này thấy cái kỹ thuật vẽ thấy mình thấy cũng ấn tượng á, nhưng mà cái đạt chỉ đạt giải đồng thôi. Mình nghĩ là nội dung tranh nó tạo ra cái kết quả đạt giải hơn là cái kỹ thuật thể hiện nhiều á. Ừ. Tại vì bức này kỹ thuật nhìn nó ấn tượng và nó bắt mắt hơn là cái bức giải vàng chứ. Bức giải vàng là cái bức màu trắng trắng đó. Nhưng mà là chỉ được giải đồng thôi. Như là màu hòa sắc. Và nội dung cũng khá là lạ nữa. Để tìm hiểu nội dung thế nào nha. Gì mà anh thấy nó nói về chiến tranh và hòa bình rồi. À, kiểu như là biểu tượng trẻ em cầm cái quả cầu á, bị cầu á, là kêu người lớn hãy dừng lại những hành động hủy hoại trái đất xa ở hủy hoại trái đất đi đó. Và người ta cho em bé mang cái áo thú chắc là để bảo vệ động vật hoang dã, khá hay đó. Thì nói chung là mình mới có đi lướt qua thôi. Ê, sao. Mình mới đi lướt qua thôi cho nên mình cũng chưa có hiểu được nhiều, chắc là phải có thời gian đứng coi kỹ hơn á. Thì mục đích của mình hôm nay là chỉ để coi cái họa cũ thôi mà. Còn xem tranh thì mục đích phụ thôi. Mình xem nó tuyệt vời. Ở đây mình có cái bức tranh nó có màu sắc rất là giống tranh của Đường. Tranh nhiều lắm nha mọi người. Mà toàn là tranh phụ lớn không à. Vô đây là coi chừng bị trắng rồi á. Mình thấy người ta vẽ kiểu phẳng là chủ yếu, còn cái việc mà sơn dầu mà rét dây dây cục á, từ Thái đến Việt Nam á thì hầu như chưa thấy, hiện tại chưa thấy nha. Bây giờ là 10:42 rồi, còn 15 phút nữa thì cái tiệm hoa cụ đó mới mở, thì chúng mình sẽ đi uống nước một xíu, rồi lát nữa khi mà cái tiệm nó mở đó thì tụi mình sẽ vô xem thử và review lại cho các bạn xem ha. Mọi người ơi,
cái cửa hiệu họa cũ á, nó đến 11 giờ mới mở. Nãy mình quay cái đoạn mà đi coi trăng á, nó chưa có đến giờ. Cho nên là tiện thể mình vô đây, tụi mình vô đây mình uống miếng nước với lại sạc pin điện thoại luôn. Tranh thủ mò con gì nhọn ghê á. Vô đây tranh thủ sạc pin đồng thời là nghỉ xíu để lát hồi lên quay tiếp cái đoạn mà đi coi họa cụ, review cho các bạn xem. Sao review chút về trà sữa Thái rồi? Đây là trà sữa Thái trộn Thái đỏ. Thái đỏ hả? Mình uống thì mình thấy một cái vị hơi nhạt. Mình thì thích uống ngọt vừa. Nhưng mà cái chung là nếu mà trừ cái vị ngọt ngọt ra thì hầu như giống ở Việt Nam mình. Và mình thấy cái mùi trà rất là rõ luôn. Dạ. Yeah. Cái ly như thế này là người ta bán là 70 bạc đó mọi người. 70 à. Một bạc là 650 đồng Việt Nam á, mấy bạn. 70 bạc là tầm khoảng 42.000 Việt Nam đồng, tầm đó. Rồi uống nó giải khát là được. Có chỗ sạc pin là được rồi. Nói chứ sáng giờ đi quay nó cũng hao pin á. Có lại thiếu nước nữa. Mỏi chân nữa. Mình phải cố gắng để mọi người coi cái tiệm họa cũ ở Thái nó khác với Việt Nam như thế nào, có gì đặc biệt không? Giờ mấy giờ rồi ta? Bây giờ là 11 giờ 7 phút hả? Thấy gì chết liền á cô Nhi. À đây đây đây. À 11 giờ 7 phút. Đây. Rồi. Rồi. Nhưng mà chắc mình ngồi thêm tí nữa, tại vì mình nghĩ là người ta mới mở hàng, tụi mình vô mình quay không mua gì, cái nó đốt phòng long chết mình luôn. Đúng rồi. Tinh tế cho nó một tí. Cùng thì tiệm nó đã cũng mở rồi và mình đứng từ ngoài nhìn vô thì cái tiệm nó khá là bé ha, không biết là cái bên trong nó có đa dạng hay không nha, thì mình chưa thử. Ai nãy tới hù giờ sáng đèn anh nè, vô quay hết một lượt cho các bạn xem. Đây là kích thước của các cái toan vẽ sơn dầu. Đây là sổ vẽ, quầy giấy sổ vẽ, sổ phía dưới, sổ phía trên. Đây là một cái bộ, mình thấy giống một cái bộ họa cụ cơ bản của những các bạn học môn chì nè. Sổ vẽ, đây có giấy bao hông nữa nè. Bút nọ đồ đây. Chị than. Ồ. Sao cái gì? Rồi, qua đây đi. Đây cỏ quá trời. Cỏ rất là xa. À chết. Lớn rồi, chết này dưới mặt nước đó. Đang sale nha mọi người. Rồi mình thấy ở đây thì nói về sự đa dạng thì cũng có nhiều loại, từ những loại mà mình hay sử dụng. Ví dụ như là màu poster nè, ở đây mình người ta có bán một poster nhưng mà mình thấy là người ta bán màu sakura. À, đây là phấn quá.
cũng sáp dầu nữa. Người ta bán một sakura thì theo mình xem giá thì một cái lọ như thế này là nếu mà cái loại thường á là tầm 47 bạc, còn cái đặc biệt ví dụ như là nhũ này nọ đó, dạ quang này nọ thì 60 bạc, thì một cái chai thường là nó bán 40 bạc, 47 bạc đó thì nó tầm giá là 29.800 Việt Nam đồng, thì tầm cũng na ná với cái giá cả ở Việt Nam mình. Để thấy bán sakura chứ không có thấy bán màu màu pentel ha. Thì nếu mà cái loại này mà nó như vậy á, thì theo mình đoán là những cái hãng màu khác thì nó cũng sẽ xem giá Việt Nam mình thôi chứ không có mắc hơn. Đây nó có cái bảng màu poster của hãng sakura nè. Đây bán rất nhiều là màu chì nha. Đây mà công nhận màu poster thấy có sakura, còn đâu là màu chì không mà. Mình thấy người ta có bán loại to nữa nè. Chắc là màu này mau hết nên người ta bán loại to á. Mình chưa thấy ở mình bán sakura loại to. Bên này thấy ngay đây nó có nguyên cái bộ dụng cụ. Bộ dụng cụ giống kiểu dành cho những bạn mà mới học môn chì. 570 bạc đó, bán nguyên bộ như này luôn. Thì không phải là quá nhiều. Như bên kia thầy không có liên quan rồi đúng không? Đâu đâu, giờ quay qua thử lại đây. Sorry. Đây thấy cọ là cọ lông heo không ạ? Lúc này cọ lông heo. Mình thấy nó bán cọ anh nhiều á. Bên này bán cọ anh Windsor Newton á. Là nhiều nè, cọ anh. Còn anh thì bên Adfriend mình cũng bán đó, nhiều lắm. Mình sẽ thử coi giá nha, coi giá cả đây nha. Cái cọ số 0 là 130 bạc, mình sẽ đổi. Số 0 này là cái cọ đầu tròn nha, round này là cọ đầu tròn nè. Đúng rồi, 130 bạc. 130 bạc từ Việt Nam. Phía dưới còn nhiều cọ khác nữa mọi người. Như cái cọ acrylic nữa nè. Mấy cái cọ mà có cái lông màu này á, mình thấy đa số thường là những cái cọ mà sợi nhân tạo, sợi ni lông. Cọ này thấy quen quá hả? Mình có mở hàng giá của ta nè. Thôi đừng mở. Xong. Cọ bên kia. Cọ bên kia là cọ sơn dầu. Nhìn thấy có vẻ xịn á. Em sẽ mua thử một cây cọ em mua hả? Để ủng hộ người ta đúng không? Mình vô đây rồi mình không thể không mua một cái món gì được đúng không? Mình mua một cái món gì đó, thứ nhất là để ủng hộ người ta, thứ hai là mình sẽ có một cái món quà kỷ niệm. Mình đã tới đây này. Ê, trong này có cỏ rồi nè, trời ơi, đây là bay nha, do vẽ nha, bay vẽ rồi. Cọ phanh xô, đây là các loại cọ. Biết là có cái gì lạ không? Thay vì mua cọ thì mình có thể sẽ mua một cái món gì đó nó lạ mà mình chưa có thấy. Anh thấy có cái này lạ lắm. Đó là cái bao da. Bao da hả? Cái bao da đựng bút chì á. Ở đâu vậy thầy? Mình thấy bên này nè. Đây nè, bao da bút chì nè. Đây. Cái này giá tầm bao nhiêu ạ? Anh biết đạo trời. Em sẽ coi trên này. Ta hỏi anh, em phải hỏi chủ tiệm. Nhìn thấy cũng hay hay. Bao da bút chì là bỏ nguyên bộ vô hả? Anh biết đâu. Cũng giống lắm, giống bao da với mình. Em sẽ đi hỏi thử. Nếu vậy thì nó cũng không có phải là quá đặc biệt. Mình tìm kiếm cái gì đặc biệt mà chỉ có kiểu ở bên này có thôi. Da thì nếu mà ở Việt Nam mà đặt làm thì cũng có, nhưng mà là không. Anh nghĩ là em cái này em thấy thích nè. Ở mình cũng có bán nhưng mà nhanh hết lắm. Ở đây có một cái nhược điểm là nó bị hư cái này. Bị mẻ hả? Dạ đúng rồi, cho nên là không có cái thấy thế.
anh thấy bên này nó có thêm cái dãy bên này nè, cái mình qua đây mình coi đi, qua đây mình coi dãy bên này đi. Ồ, oh, trời ơi, mọi người ơi. Bánh lẻ luôn nha. Một viên có 60 bạc thôi, để mình coi nha, 60 bạc. Một viên 60 bạc. Đây là keo chặn màu. Ngay cửa luôn. 60 bạc là tầm 38 ngàn thôi mọi người. À. Đây là các hãng màu khác, màu Rembrandt, cũng là màu nước luôn. Rembrandt là màu khá là xịn nha, màu này cho dạng họa sĩ không á. Đến cái dạng pan nè, pan nhỏ nhỏ 2.250 bạc. Là cái giá đây là một tiếp nha, một tiếp của cái này á, size S S1 á, là 215 bạc. Tầm 100 mấy vậy đó. Đây là màu watch giá nè, standard 195 bạc, special 265 bạc. Ủa? Ủa, nếu mà tính ra cái tỷ giá này á, cái này nè, mà đổ sao tiền Việt cũng đâu có mắc đâu, đúng không? Tiếp như này đâu mắc đâu. Thì mình coi giá cao nhất đi, 270 đi. 271. Dưới là màu Coleman. Còn nước Coleman. Đây, bản giá đây. Này bán giấy bao hồng. Có nhiều loại. Có sổ đi. Trời ơi, sổ cái bự luôn. Chà bá lửa. Yeah. Ê, cái này phải thuộc nha mọi người. Liền đây. Quen không? Này, mấy đứa mà nó học sẽ cái màu quen không? Đúng rồi, 110 bạc. 100 bạc là 60. Cỏ rất là nhiều. Này tới 110 bạc lần mọi người. Phải mắc á, tới hơn 60 ngàn, hơn 70 ngàn. Thôi được rồi, có gì mua đi. Cái này là dụng cụ để nặng sơn dầu nè. Cái này là cái dụng cụ để nặng sơn dầu. Nên nặng cho sạch đã hết luôn. Em mua cái gì mua đi. Dạ. Em sẽ coi một lượt để em mua Nhi ơi, anh thấy đây có mấy cái hãng lạ lạ. Đây nè, bên này nè. Có cái hãng nè, Mung Vo. Lạ quá. Mung Vo. Mung Vo gì quá. Chắc là hàng nội địa. Đây nữa nè. Một con quét mà. Supercon mà. Supercon. Trời ơi, cái màu này nội địa nè, thì cũng khá hay nè. 345 bạc. Ở đây đến nước Thái á, thì mình thấy người ta vẽ tranh màu nước khá nhiều. Và em thấy người ta cũng vẽ tranh hỗn hợp nhiều lắm. Tự nhiên vô ngay thấy ngay cổng luôn là có bán màu nước quá trời luôn. Đồng nghĩa với việc á, là người ta đặt những cái gian hàng màu nước ở ngay cái vị trí mà dễ thấy nhất để thuận tiện cho người khách hàng người ta vô mua lẻ. Tại vì những vị trí đẹp nhất là thường dành cho những cái sản phẩm mà bán chạy nhất. Một cái tiếp màu nước này á, là nó tầm hơn 200 ngàn. Hay là anh mua thử đi. Mua thử cái này đi. Cũng rẻ quá. Mua thử cái hãng hội hãng này đi. Nhưng mà có hai hãng là không biết là nên mua cái hãng nào. Thôi, anh đã lựa Supercon rồi. Rồi, cái này tới 1.800. Vậy là cái loại này hơi mắc. Này là
cái này chắc là hạng xịn hơn. 1.800 là cái triệu mấy Việt Nam mình lận. Thôi, Silicon này thấy được nè, mua thử đi. Ok, mua thử cái hạng này đi. Dạ. Người ta hỏi là mình có cần túi không? Đây là 100, 200, 300. Thôi mình đưa từ 500 đi. Thực ra mình mua nguồn nước về để kỷ niệm là chính. Tại vì cái hãng Silicon này thấy nó lạ quá. Đâu thấy đâu bán đâu. Chỉ có mỗi bên cửa hàng hoặc cụ bên Thái là thấy bán Silicon này. Rồi, mình đã mua xong rồi. Mình sẽ tiếp theo một cái lịch trình mới. Đó chính là... Đó chính là... Ngày mai sẽ biết. Ngày mai các bạn sẽ biết. Rồi, thế thì cảm nhận của cô Nhi về cái cửa hàng họa cụ bên Thái là như thế nào? Đây là một cái tiệm họa cụ, mình nghĩ là cũng khá là nhỏ thôi. Nhưng mà nó trên Google Maps á, là nhiều người review đánh giá lắm luôn á. Là tới gần 200 người review về cái cửa hàng họa cụ này. Mình thấy là người ta bán rất là nhiều món, mỗi món chút chút. Và từ cái hạng mà nó gọi là thường dân nè, sĩ cao cấp nè. Và rất là đa loại đó. Chỉ có một cái là màu poster Pentel là thiếu thôi. Cái đó chắc Việt Nam mình xài nhiều. Mình đã mua cái hộp này nha. Này là nội địa Thái. Silicon. Màu nước 12 tiếp. Nhưng mà nói chứ ra ngoài này mới thấy đây nó có cái này em ơi. Cái gì vậy? Đó. À. Trời đất ơi, cái bức tượng này là bức tượng dáng David nè mọi người. Đúng rồi. Còn bức tượng này là bức tượng người suy tư nè. Cái tượng này phải đặt vậy mới có nha, mình không có nha. Tượng này giờ mới thấy bên đây nó có cái đặc biệt rồi đó. Cái tượng này thì mình có đầy nè. Tượng đó thì đầy ra. Nhưng mà tượng này không có nha, tượng này phải in 3D nè. Giờ mới thấy. Chắc là mắc lắm. Nhưng mà nếu mà có tượng đó về cho học sinh nó học giải phẫu thì chắc cũng ngon ha. Ủa rõ quá à. Biết có bán không? Chắc bán á. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ đến địa điểm thứ hai. Còn đó là gì mình sẽ tới rồi biết. Ừ.